Hello, xin chào anh chị em khách hàng, lại là Lim đây. Thì hôm nay bên Lim mới làm xong cái gọng Gentle Monster Southside phiên bản 2021 ha. Phiên bản 2 chấm chì đen ở phía trước, màu xám. Mọi người coi nè. Lớp sơn rất là bóng bẩy ha, gọng acetate vừa. Đó. Chuẩn rất là ôm. Đó. Mọi người coi. Càng được 7 chấu. Gọng này thì chất rồi. Mình mang lên thì phiên bản hoàn toàn giống 11 phiên bản chính ha, chính hãng. Đây là phiên bản mới nhất 2021 21 nè của 2 chấm chì than phía trước ha. Đó, rất là đẹp. Rep 11 luôn nha. Đấy. Đó, mọi người coi nước sơn bóng, cảm giác cái độ mình cầm vào thì chất nhựa nó tương đương với hàng chính hãng luôn nha. Ha, đây là cái gọng khách hàng gửi Lim làm thôi. Đó, gửi đi làm, tìm làm thay cặp chồng vào thì mới lên giáp cho cái kính này, thì làm kính cận ha. Đó, mình dù khách hàng mua về thì là chỉ là chồng chồng kính không độ thôi, nhưng mà mới ráp độ vào. Đó, em ráp cái chồng chống tia xanh này ha. Đó, nhưng mà khách hàng bị loạn cao, loạn tới 4 độ lận, cận 125, loạn 375 và cận 125 loạn 4. Đó, coi nè. Đây là chồng rất là chống tia xanh nè, rất là đẹp ha. Đó, ví dụ còn chống tia xanh nó lên cho mọi người coi về cái miền chống tia xanh nè. Đó, tím mà ha. Đó, khi mà tiếp xúc cái tiêu vời màu tím á, đó, những cái ánh sáng mà vậy thì đó, những cái chống tia mà từ máy tính nè, iPad nè, điện thoại và tivi thì cái chồng này nó sẽ chống cho mình, chống được cái tia xanh cho mình và làm chống được tia UV 420 luôn nha. Đó. Đó, và cả đèn LED nữa ha. Đây, trồng cũng rất là ok, rất là tốt. Đó, trên thị trường xài mọi người coi ha. Đó, trồng kính nè. Đó, một bên biến màu và một bên không còn biến nữa. Đó, mọi người thấy không? Thấy chưa? Mặt trước và mặt sau luôn nha, chứ không chỉ có một mặt. Đó, nhiều khách hàng hỏi ủa sao chiếu mặt sau? Thì kính thì nó chống chống cả mặt trước và mặt sau luôn, chứ đâu phải chỉ có một mặt đâu. Nên mà Liêm cũng nói cái tính chất này rất là nhiều lần rồi đó, nên Liêm thử cho mọi người xem cả mặt trước và mặt sau luôn ha, để mọi người không còn phải thắc mắc nữa. Đây, trên Gentle Monster Southside phiên bản 2021 đây, rất là đẹp. Và bên Liêm là có đo mắt và làm chồng luôn nha. À, ai có gọng thì có thể gửi gọng qua bên Lim làm, hoặc là có số đo thì cứ mang qua Lim ráp cho ha. Chuyên làm gọng Gentle Monster sau size luôn, chuyên luôn nha mọi người. Cái gọng này làm nó hơi rất là khó khăn về kỹ thuật đó, nhưng mà làm không kỹ thì mọi người sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà bên Lim thì chuyên làm nên mọi người sẽ qua trải nghiệm đi, bạn cứ qua thử trải nghiệm thử. Qua điểm đo mắt và Liêm làm trải nghiệm thử thì rất là nhiều khách hàng Liêm làm gọng này rất là nhiều rồi. Mọi người có thể coi lại những cái video mà trước là Liêm làm á, làm tầm gọng này chắc gần những cả video trăm trăm cái rồi ha. Đó. Độ loạn cận độ loạn cao luôn. Đó, rất là khó khăn ha, mọi người thấy không, cái chữ nó méo biến hình rất là nhiều. Nếu mà lấy tâm mắt rồi làm không kỹ thì rất là khó chịu. Đó. Đây mọi người cứ qua trải nghiệm một lần thử mà mọi người sẽ hiểu được cái vấn đề làm cái gọng kính nó như thế nào ha. Tại vì rồi thì Liêm giới thiệu xong cái gọng Gentle Monster sau size ha. Đó. Và cái chồng kính Navro Blue. Đó. Rồi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.